Tập 14.110. Nếu ta nói ta yêu thầm công tử lâu lắm rồi, muốn được thấy dung nhan của công tử, công tử có tin không? Không những tin, ta còn rất thích người đấy. Tới đây, làm lưng mộc nhảy ở đây thế nào? Còn không mau nói, mục đích của ngươi là gì? À, ta đùa đấy, được cái xí nữa sắp lộ hàng rồi. Tránh ra, tất cả tránh ra được cái chán đường. À, Tinh Hà đại nhân, ngài đến đúng lúc quá. Có một kẻ định giở trò sàm sỡ ta, mong đại nhân giúp ta. Ngươi là ai? Ai dạ, ngài đúng là quý nhân thường hay quên. Ta chính là người đã xem tướng miễn phí cho ngày hôm qua đó. Không quen, đạp rồi đi. Dạ, tại đại nhân. Lão đại phải ngựa lại đi, bọn em không theo kịp. Đúng là lỗ lăng. Xem ra cơ huynh của ngươi không thèm đếm xỉa. Nào chúng ta tiếp tục vừa rồi nói đến đâu nhỉ? Công tử ngài hiểu lầm bần đạo rồi. Chúng ta gặp gỡ đều là duyên phận, không nên động thủ. Cỡ ra thì ngài không phải là người sinh ra ở thiên địa này đúng không? Ý ngươi là gì? Thế nào? Bị ta nói trúng rồi hả? Mắt của bần đạo rất lợi hại đó. Không chỉ có thế, bần đạo còn nhìn ra trên người công tử trúng lời nghiền cục, không còn sống được bao lâu nữa. Hiện chủ chí ô chí tà như vậy, chỉ có mật báo hàng đầu mới có thể hóa giải. Tình cờ là trong đại trận kia có một mật báo hàng đầu. Mật báo nghe có vẻ rất lợi hại. Tất nhiên rồi, công tử có mệnh cách độc đáo, sau này cho biết chừng sẽ làm nên nghiệp lớn. Nếu bị hiệt chú này cướp mất tính mạng, ta cũng cảm thấy tiếc thay công tử. Lúc trước tớ đằng sau do dự, có nên nói cho công tử biết chuyện này không? Nên mới nói công tử hiểu làm bằng đạo rồi. Cứ có cảm giác đạo nhân này không có ý tốt. Có điều nhiều người muốn tranh cướp mật báo này, như vậy chắc chắn là đồ tốt, chỉ bằng nhân cơ hội đột lấy. Tiện thể ta nhắc công tử, đại trận đó chỉ ngăn cản sinh linh của thiên địa này thôi. Chỉ có công tử không bị hạn chế, nếu công tử không tin, thử là biết liền. Tất nhiên ta tin, nếu đạo trưởng đã nói nhiều như vậy, chỉ bằng chúng cùng ta kiểm chứng một phen đi. Thôi khỏi, bần đạo vẫn còn việc phải làm. Ôi trời, khai sáo với ta làm gì? Nè, ngươi vẫn không tin ta, ngươi đến đúng lúc lắm. Ý hồn đột kích không thành, ngược lại còn rơi vào bẫy, bị ba vị tinh chủ vây hãm ở đó. Ngươi xem, kẻ không thở cơ động kia chính là yêu hồn. Bảo vệ tinh chủ thứ tội, tại hạ cứu giá chậm trở. Kẻ vừa nói trong quen quen. Ồ, đó không phải là kẻ cưỡi ngựa giảm lên người sao? Chưa giảm lên, đừng có nói bừa. Hơn nữa đừng gọi hắn là kẻ cưỡi ngựa, hắn có tên tuổi đàng hoàng. Họ thua tên Tinh Hà, thánh tổ thánh thành, là thống lĩnh hiền giáp vệ. Ở thánh thành này, hắn thật sự đứng trên muôn người. Đúng là đứng trên muôn người thật, đủ mọi ý nghĩa. Bảo vệ tên chủ thứ tội, thì hạ cứu giá chậm trở. Ngươi là ai? Mau quỳ xuống khỏi đầu chúng ta. Một tên công tử bộ cũng dám tới cướp mật bảo, không sợ bị xét đánh chết? Nói nhỏ thôi, hắn là thôi đến thánh tử. Người quản lý quân đội của Tinh Vợ Phủ, kể cái chiến lược mạnh nhất trong thế hệ trẻ chính là hắn. Là hắn à? Nghe nói Bạch Dạ thánh sứ có chút quan hệ với hắn. Ta là thánh tử một trọng pháp, cổn côn không thở cản được ta. Không giống cái lũ rác rưởi các ngươi, thực lực không đủ, bị giam trong trọng pháp không thể cử động. Thánh tử nhân tộc quả nhiên là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, chỉ biết dám lên đầu người của mình để trèo lên cao.
Lũ cận bá yêu tộc các người cũng xứng làm chỗ lót chân của đại gia ta à? Tối nay phải thay giày rồi. Mặc bà áo xuất thớ rồi. Mặc bà áo xuất thớ rồi. Chắc chắn sẽ đi kèm với dị tự hung hiểm. Các người có thể xem có thể cướp được mặc bảo trước ta không? Không rồi. Thôi thánh tử gọi thiên lôi đến rồi. Có thở thôi à? Trên người hắn có nhiều pháp bảo hộ thân quá. Thôi thánh tử chặn được rồi. Hả? Nhóm phỉ thí nhị tiểu thư tặng ta, ngay cả thôi thánh tử cũng không được sao? Ngươi biết cái gì? Đây mới là bắt đầu. Phải biết rằng thôi thánh tử không chỉ có thực lực lớn mạnh, mà trên người còn có rất nhiều pháp bảo hộ thân. Hả? Ở pháp bảo của ta, nhọn phỉ thí nhị tiểu thư tặng ta, chí hồn bằng vàng tam tiểu thư tặng ta, mặt dây chuyền bình thường nhà hồn nhà ta tiểu thư tặng ta, các móng tay lưu ly nhị thập tam tiểu thư tặng ta, phấn má hồng tuyệt bản thất thập lục tiểu thư tặng ta. Món đồ quên mất là ai tặng ta rồi. Tròn phu nhân hàng xóm nhà bác tiểu thư tặng ta. Di ở thực đường thứ tư của hiền giáp vệ tặng ta. Tín vật đến tình của phu nhân lão vương hàng xóm tặng ta. Thị giám giá nữ phục vụ tửu lâu tặng ta. Dây chuyền trân châu nhị bách linh tam tiểu thư tặng ta. Kim bình mai nhị bách cửu thập bát tiểu thư tặng ta. Cả bắp muối gì ở chợ râu tặng ta. Thế người tốt một em gái không quen tặng ta. Hôm qua đồng hồ bỏ túi pháp lan ngũ bách nhị thập tam tiểu thư tặng ta. Mật bảo gần trong gan tốt. Ta sẽ không bỏ cuộc, ta là thánh tử. Nhìn cho quý vị, nhìn cho rõ vào lũ sâu bỏ. Ta đánh cược cả tôn nghiêm của thánh tử mới có thể làm được. Thôi ca đẹp trai quá. Liệu mình như vậy đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta. Mau nhìn kìa, đó là trọng pháp này im bạc thật. Không ngờ gã yêu lạ đó nói thật. Biết ta là ai không? Biết điều thì mau dâng mật bảo lên. Nếu không, nếu không thì sao? Ngươi cắn ta. Ngươi muốn chết. Có thở thôi à? Một sợi dây leo cổn côn cũng đòi cảm bổn thánh tử. Ta chỉ còn dùng chút lực là... Ngươi biết tại sao không được dùng dưới gốc cây khi trời mưa chứ? Vì sẽ bị sét đánh. Thằng nhóc này thông minh thật. Đừng đắc ý, mật bảo vẫn không phải của các ngươi. Ra cho ta. Ai da, mông ta. Còn có tâm tư nghĩ đến mông à? Mau giao mật bảo ra đây. Nó không giao không chỉ có mông ngươi đâu đâu. Tiêu ca, nếu ngươi giao mật bảo cho ta, ta có thể so mông giúp ngươi. Gã yêu hồn chết tiệt là hắn vứt ta vào địa bàn của yêu quái, hơn nữa còn là một lũ yêu quái luôn mờ mông với đít buồn nôn quá. Làm sao đây? Ta không thể quay vào trong trận, nếu không xin lại bị cái tên khốn đó vứt ra. Đợi đã.
Waver gã yêu lạ đó nói chỉ có ta không bị trận pháp ảnh hưởng, có nghĩa là nhiều lời với hắn làm gì, giết hắn, mật báo là của chúng mình, xem chiêu. Phải tìm người kiểm chứng. Người đến đúng lúc lắm. Hả? Vào cho ta. Không ngờ trận pháp còn có cách dùng này, tiếp theo ai muốn chơi nào? Từ từ bàn bạc, yếu hồn. Xem ra mật bảo cũng không phải của người, một đứa vô dụng. May mà mình nghĩ ra chiêu này. Ê, sao mật bảo lại tự bay ra? Sao bảo bối này lại đột nhiên bay vào tới bần đạo nhỉ? Thật là kỳ lạ, ngươi nói có phải không công tử? Các anh em hãy chi viện, mật bảo vào tay hắn rồi. Cái đồ yếu lả, ngươi chơi ta. Sao lại gọi ta chơi được bần đạo là muốn tốt cho công tử? Phải biết là có bao nhiêu người gặp bất hạnh vì mật bảo, có bao nhiêu thiên tài mất mạng vì mật bảo. Vì chúng sinh thiên hạ, bần đạo quyết định một mình gánh vác tất cả. Như vậy có thể giảm thiểu sát sinh, cơ bản xả tắc, phúc đức cho ba tính, tránh khỏi. Thôi ta không thèm bịa nữa, tóm lại là hẹn ngày gặp lại. Ngươi tưởng ta không chờ đường lui sao? Cái gì? Xuống đây. Đạo trưởng có định đi đâu? Mau nhìn sau lưng ngươi. Đạo trưởng, đừng có xài trò trẻ tiền này nữa. Không, ta nói thật đi. Người cứ bảo vật là bảo vợ mật bảo, ta cướp thì làm mưu đồ bất chính, không cướp được cũng không đến mức dùng chiêu trò này chứ. Đừng động thủ, vận đạo bị ép buộc không liên quan tới vận đạo. Lên cho ta. Rõ, dừng tay. Cùng nghênh thánh sứ đại nhân. Lùi hết đi, hắn là bạn ta. Rõ. Bạch dạ, sao nàng lại tới đây? Ta đang định tìm nàng. Không sao chứ, xem ra bổn thánh sứ tới rất đúng lúc. Rất đúng lúc, muộn một chút nữa cô sẽ thấy ta đánh vỡ đầu thánh tử. Không phải nói bạch dạ thánh sứ và thôi bánh tử có hôn ước sao? Sao thánh sứ lại lãnh nhạc với thánh tử như vậy? Đúng thế, bạch dạ thánh sứ còn nói cười vui vẻ với tiểu tử vô danh kia lấy nào. Ôi trời, thằng họ ở đây, ở ngay cạnh ta à? Nó bé tôi. Thôi thanh sứ vẫn còn ở đây đấy. Khốn khốn kiếp, dám động vào người phụ nữ của ta, ông phải giết mày. Thôi thanh tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Dọn tay hết cho ta. Thánh tử và thánh sứ đã đánh nhau vì một cái tên tội phạm, còn ra cái thể thống gì nữa? Thánh thanh điểm ngục trưởng, hình mạnh cảnh giới hóa long. Hình đại nhân, vạn thanh vô tội tình cờ bị liên lụy, người quyết định hắn có tội hay không là ta, không phải người. Người đâu? Tống chúng vào trốn hồn ngục, đợi ta thẩm vấn rồi định đoạt sau. Còn mật bảo, mật bảo liên quan tới an nghi của hai tộc nên giao cho tên chỗ bảo quản. Nhưng giờ ba vị tên chủ bị giam, thánh thành như rắn mất đầu. Là chỉ huy cao cao nhất của thánh thành hiện nay, nên mật bảo nên cho ta bảo mật quản thầy. Thánh sứ có ý kiến gì không? Không có ý kiến, chỉ hy vọng hình đại nhân có thể công bằng công chính, không thiên vị tình riêng. Vậy ta xin cáo từ trước. Ta sẽ nghĩ cách cứu các ngươi ra, cẩn thận hình mảnh. Vạn Thành, Thời Thánh Tử, ngươi là nhân chứng, cũng đi cùng đi với ta một chuyến đi. Rõ.
Một canh giờ sau, trấn hồn ngục của Thánh Thành. Trấn hồn ngục của Thánh Thành là nhà tù đáng sợ nhất, canh giữ nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo truyền thuyết do 8 vị trọng pháp sư hàng đầu xây dựng, lấy U Minh Ngọc Hỏa làm trung tâm. Trong ngục bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy, đến giờ chưa từng nghe nói có người sống sót của nhà tù này. Phòng xét hỏi của trấn hồn ngục. Theo quy định, mỗi tù nhân vào đây đều phải giao tất cả pháp khí trên người ra. Khuyên các ngươi là đừng có giở mánh khóe. Bảo kính này của ta có thể chiếu ra mọi pháp khí. Muốn xôi gì thì xôi, đằng nào trên người ta cũng không có gì. Bằng đạo cũng vậy. Không có gì, đúng là nghèo kiếp sát. Đến lượt ngươi, nhiệm bộ giả nghèo hiền của ngươi. Chắc là cũng chẳng có gì. Ôi trời! Pháp tiền này là vận đạo dùng đỡ bối quỷ, không làm người khác bị thương. Đừng có nhiều lời giao ra. Thanh long đao này, thực ra nó là một thanh đao lương thiện. Bình thường ta đều dùng để thái rồi. Còn nữa không? Hết rồi, hết thật rồi. Còn nói là hết à? Cởi quần áo ra cho ta để ta xem. Trưởng quan đừng mà, cởi ta với có người sàm sỡ. Người có gạo rách hỏng của vô ích thôi. Hào điện trấn hồn ngục. Dù thế nào Bạch Dạ cũng là vị hôn thê của ngươi. Sao ngươi có thể ra tay với cô ta trước mặt mọi người được? Anh rỡ, em cũng không muốn. Chỉ tại cái thằng Vạn Thanh, tìm được cơ hội nhất định em sẽ. Chuyện đơn giản trong rất hùng ngục, thế nên lập một đấu trường cho một số phạm nhân chuộc tội bằng cách quyết đấu, tiện thở kiếm chút tiền. Khuyết điểm duy nhất của phạm nhân rất dễ chết ở đó. Em hiểu rồi, đa tạ anh rỡ. Em sẽ đi sắp xếp ngay. Em hiểu rồi, đa tạ anh rỡ. Em sẽ đi sắp xếp luôn. Hắn đi rồi. Ngươi ra được rồi. Ngươi có thể bảo quản mật bảo bao lâu? Ba vị tên chủ bị giam bao lâu thì ta có thể bảo quản bấy lâu. Rất tốt. Ngươi có thể yên tâm mà bảo quản ba vị tên chủ không thể thoát khỏi trận pháp một thời gian rất dài. Thanh long đao của ta, tiền bối mệnh của ta, âm dương kính của ta, rốt cuộc các ngươi đưa bọn ta đi đâu? Tất nhiên là đưa các ngươi tới nơi còn tới. Giả họ thôi kìa. Ngươi định giở trò gì hả? Đến nơi là ngươi biết liền. Này, không ngờ trong trấn hồn ngục lại xây một đấu trường lớn như vậy. Chết rồi à? Nhìn kia. Sao sát thủ này lại thắng nữa? Bảo giờ cô ta mới chết á, lấy nào không ai giết được cô ta à? Hóa ra là sát thủ trong nhân gian lại còn là yêu tộc. Ê, chẳng trách mọi người đều muốn cô ta chết. Người đẹp thế kia tiếc quá. Sao cô có cảm giác trong cô ta quen quen nhỉ? Bọn thánh tử rất tò mò ai trong hai người mạnh hơn. Tiếp theo đến lượt người tỷ thí với kỷ bị thế gian ruồng bỏ này. Trận cơ tiếp sát thủ yêu tộc đấu với tội phạm nhân tộc. Giết cô ta, chém chết con yêu tộc đó đi. Vị cô nương này có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Không.
Ta và ngươi không thù không ổn, không còn vừa bắt đầu đã ra sát chiêu chứ. Ồn ào, trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, sở thủ yêu tộc đã phát động tấn công trước tội phạm nhân tộc bị áp chế rồi. Tôi chỉ không muốn đánh nhau với cô, nhưng không có nghĩa là tôi đánh không lại cô. Phía dưới, sao cô ta biết mình tấn công phía dưới? Ta cược 300 nguyên thạch sát thủ yêu tộc thắng. Ta cũng cược 300 nguyên thạch. Không phải chúng mày muốn sát thủ yêu tộc chơi sao? Sao lại đặt cược hết vào cô ta? Khi cá cược, mọi người đều rất thật thà. Vậy ta cũng cược, ta cược sát thủ yêu tộc thắng. À đúng rồi, truyền âm cho sát thủ yêu tộc đó, chỉ cần giết được bản thân ta sẽ thả cô ta đi. Dám cướp đồ của ta, người hãy ở lại đây mãi mãi cho ta. Rõ ạ. Biến mất rồi. Lại biến mất. Đáng chết cô ta đâu rồi? Tại sao không phản kích? Trên kiếm của cô không có sát khí. Tất nhiên ta không còn phản kích. Sao ngươi biết trên kiếm của ta không có sát khí? Ta là yêu tộc có huyết hải thâm thù với loài người các ngươi. Ta có một người bạn yêu tộc, cô ấy được con người nuôi lớn. Ta tin chắc là nhân tộc và yêu tộc có thể chung sống hòa bình. Có điều cô ấy mất tích rồi. Ta tìm mãi không thấy manh mối của cô ấy. Ngươi đừng có mất công đi tìm nữa. Nhân yêu khác biệt, chợt chẩn của ta vứt bỏ ngươi, trốn tới chỗ yêu tộc rồi. Cô ấy không làm thế đâu. Và ta tin cô ấy. Ta nhất định sẽ tìm thấy cô ấy. Dù phải trả bất cứ cái giá nào, ta cũng phải đưa cô ấy về nhà. Ngu xuẩn, ngươi thắng rồi. Hả? Không, không ngờ lại là quyền pháp vô hình ở trong truyền thuyết. Ta bị thương nặng quá, ngã lăn ra đó. Thôi rồi, đi đây. Diễn xuất của cô quá tệ. Sát thủ yêu tộc bại trận, tội phạm nhân tộc thắng. Để người dẫn chương trình cũng không biết nên nói gì. Bản đồ chắc chắn là bản đồ. Cả người cố tình sắp xếp. Trả tiền đây, đòi mở trả tiền. Có dám giả hơn tí nữa không? Khốn kiếp. Đại nhân, rõ ràng tôi đã truyền âm, nhưng cô ta lại. Ta không muốn nghe người giải thích đó. Nói với chúng, không công nhận kết quả trận đấu này. Chỗ các ngươi còn tiến thủ nào mạnh hơn không? Có, vương bờ của trấn hồn của chúng tôi. Bá hạ. Quyết đấu với nó, chưa có ai sống sót mà ra khỏi đấu trường. Còn không phải hắn lên. Nếu ta không nhìn thấy thi thể của Vạn Thành, thì ngươi chết cho ta. Do nguyên nhân đặc thù, trận đấu trước coi như hủy bỏ. Đã bồi thường cho các vị khán giả, chúng tôi sẽ mang lại cho các vị một bữa tiệc thịnh soạn, trận quyết đấu đỉnh cao mà các vị chờ đợi nhất. Tội phạm nhân tộc Vạn Thành đấu với Bái Hạ. Wow, Bá Hạ, đặt hết vào Bá Hạ cho tao. Đặt Bá Hạ. Đặt Bá Hạ. Trời, Bá Hạ vô địch, đè bẹp mọi đối thủ. Trời đất, lên Bá Hạ, dẫm nát bé hắn đi, giết thằng chó đó đi. Ồn quá, phải nghĩ cách khống chế nó. Trối, rất tốt, giờ thì nó không thể cử động được nữa.
Trò nhạt nhẽo này. Cái gì? Trò mèo vật vãnh. Nói chuyện rùa biết nói. Ta không phải rùa. Sơ hở. Xem ta đập nát bãi rùa của ngươi đây. Ăn một búa của ta. Nghe âm thanh này chắc mái rùa đã bị ta đập nát. Con rùa chết tiệt này chúng vậy sao? Cứng vậy sao? Cút xuống cho ta. Chết đi. Hỏng rồi. Wow, ý lực này không ai có thể sống sót trong hơi thở của ta. Còn đợi gì nữa, mau giết hắn đi. Tình hình căng quá, phải nghĩ cách mới được. Không có thời gian lãng phí với người, mau qua đây chịu chết đi. Lần sau lúc nói câu này phiền ngươi phun chửng vào đồ rùa lông dài. Ta không phải rùa. Cục diện rất bất lợi với vạn thành. Nếu vậy, ta cược bá hạ thắng. Hả? Này, ngươi vợ phi nào hả? Còn nữa, nghiên thành ngươi móc từ đâu ra? Vạn thanh, ngươi thật là tội nghiệp. Ngay cái đồng bọn của ngươi cũng nghĩ ngươi sẽ thua. Ta cũng làm tới từ thiện, ngươi đặt một vạn nghiên thạch cược vạn thanh thắng cho ta. Đại nhân, bây giờ vạn thanh sắp thua rồi ạ. Bốn thánh tử thích thua đấy. Một vạn nghiên thạch coi như là xây mộ yên mã đẹp cho hắn. Sau này ta còn phải dẫn bạch dạ tới bậc cúng bái nữa. Nó lại đang dồn lực, những mái ruột của con này quá cứng, không thể đánh vỡ được. Hắn chết chắc rồi. Đó là tuyệt chiêu nổi tiếng của bá hạ Khai Sơn Kích. Ta từng tận mắt nhìn thấy một tội phạm đến phong cấp 4 bị chiêu này đánh tan xác. Ngay nội lúc đó, ngay cả tường bao của đấu trường cũng suýt bị đánh thủng. Hả? Đợi chút, mái rùa, mình có cách rồi. Ta biết cách đối phó với ngươi rồi. Không ngờ hắn dám lao vào phía bá hạ. Hắn là đồ ngốc à? Chắc chắn hắn đã bị giảm nát. Ta còn tôi sẽ có bước ngột bất ngờ kết quả chỉ có thế thôi à. Vạn huynh, sao anh lại ra đi như vậy? Sở nghiên thạch huynh kiếm giúp ta, ta nhất định sẽ tiêu hết. Đợi đã, không đúng, tụi đó không thể ngu xuẩn như vậy được, lấy nào. Chỗ này là vừa. Tiếp theo. Làm xong bẫy rồi. Tiếp theo chỉ cần đợi con rùa đó giảm lên. Đừng hòng bỏ chạy, cút ra đây cho ta, tiểu tử thối. Tớ bên này nè đồ con rùa. Bên này. Cậu nói ngươi không phải là rùa. Rõ ràng là vừa ngu vừa ngốc hệt như rùa. Tiểu gia không đi nữa. Chỉ đứng im ở đây. Có giỏi thì ngươi lao qua đây cắn tao đi. Ta sẽ giết ngươi. Đến đây baby. Bắt được rồi. Lật ngửa cho ta. Tiếp đó. Đến lượt ta, đồ rùa già. Kết thúc rồi. Không. Dừng tay. Trận đấu kết thúc ở đây. Trận đấu kết thúc rồi à? Thế là thế nào? Ngươi có thể sống thêm vài ngày hưởng thụ đi. 1, 2, 3, kéo. 1, 2, 3, kéo. Sao lại kết thúc sớm như vậy? Thiện cược của bọn tao thì sao? Sao khi tức sinh mệnh của nó lại giống người nhỉ? Ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao lại dừng trận đấu lại? Nói. Thôi đại nhân. Đó đều là sắp xếp của hình lão đại ạ. Bây giờ bên trên cực kỳ nhạy cảm với vật ma hóa. Nếu không kịp thời phong ấn bá hạ ma hóa, đến lúc đó truyền ra ngồi. Đáng ghét. Vạn thành, ta cho ngươi thấu kiếp nạn này. Ta thừa cách giết chết ngươi. Sao các vị đều không nói gì?
Không khí khó xử quá. Gặp gỡ chính là duyên phận, hôm nay chúng ta đã là bạn bè rồi. Ngươi thôi đi, từ khi nào gặp đạo trưởng ngươi là ta bắt đầu xui xẻo. Ta tên là Vạn Thanh, tên cô là... quên rồi. Chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu phải không? Kỹ thuật tán gái quá thấp kém, đừng có mà dở bài đó ra nữa. Sao không cho ta nhìn mặt cô dưới mặt nạ? Không được là không được. Cả người đang chơi trò mèo bắt chuột đi à? Nhưng ta rất tò mò, ngươi đừng có qua đây. Hai vị thấy vị với thời gian ở đây, lý nào các vị không muốn ra khỏi đây sao? Ngươi muốn vượt ngục? Nằm mơ đi. Tất cả mọi người đều biết, từ khi trấn hồn ngục của Thánh Thành xây xong đến đây, chưa có tù nhân nào mà vượt ngục thành công. Đó là do họ không gặp được bọn bần đạo. Bần đạo dự đoán được thiên mệnh, vượt ngục là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi chém gió thì giỏi lắm. Nếu ngươi lợi hại thì có bối ra được sư tỷ ta đi đâu không? Nội định bội tốn là bần đạo hết buồn ngủ. Sư tỷ cái tên gì? Đã bần đạo cho ngươi thấy bản lĩnh của mình. Ôi cha, hình như không bối được. Đạo trưởng, ta có thợ đánh chết ngươi không? Lá chắn là vì không có đồ ngừa. Nào, nghe cái hạch vượt ngục của bọn đạo trước đi. Trước khi vượt ngục phải tháo được cầm tay. Muốn tháo cầm tay thì cần dùng tới pháp bảo mà bần đạo cất giấu. Thiên vẫn lưu tinh xích dương vạn hóa đinh làm. Từ thiên thạch thượng đẳng tu luyện thành ở trong cấm địa hồn. Qua 9981 công đoạn chế tạo của luyện khí đại sư hàng đầu. Không khó nào là không mở được, tuy nó hơi bẩn. Xin lỗi, người vừa nói cái gì ấy nhỉ? Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Vậy các ngươi ở đây làm gì? Giây phút này Vân Nhai Tử mới hiểu mình là một chúa hờ. Chấp 119.